và cũng như cách sử dụng như thế nào, và hướng dẫn con của chúng ta làm sao để mà khi con của chúng ta sử dụng thì những cái đứa trẻ này nó sẽ không cắt vào tay của chúng. Và Đức Chúa Trời của chúng ta cũng như vậy, quyền năng và phép lạ của Ngài cũng như vậy. Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta làm sao để sử dụng quyền năng và phép lạ của Ngài theo mục đích không phải cho chúng ta nhưng mà để tôn vinh Ngài. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta nói rằng làm sao mà Đức Chúa Trời có thể làm điều như vậy? Trong Hebrews đoạn 16 câu số 6 có nói rằng, 11 câu số 6 có nói, không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Người mà Đức Chúa Trời sử dụng, người đó phải có đức tin trong cậy vào Ngài. Và nếu để người đó có đức tin, người đó phải qua sự thử thách, người đó phải qua sự rèn luyện. Không có người nào mà không qua sự thử thách và rèn luyện có thể có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ rằng ở trong Matthew, chúng ta cũng nhớ rằng Chúa Giêsu của chúng ta cũng như vậy. Các sách phúc âm, bốn sách phúc âm Matthew, Mark, Luca và Giăng cũng nói về cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu của chúng ta là xuống thế gian này, và chúng ta biết rằng Ngài được trinh nữ Mary hoài thai bởi Đức Thánh Linh. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu của chúng ta khi Ngài sanh ra vào có khoảng thời gian Ngài 7 tuổi, 8 tuổi hay 10 tuổi gì đó, Ngài không hề nói với tất cả mọi người trong gia đình, và Ngài cũng không hề đi ra nói với tất cả những người xung quanh, ta là Đức Chúa Giêsu Christ, con của Đức Chúa Trời, là Đấng Messiah mà các ngươi đang kiếm tìm. Chúa Giêsu không hề làm như vậy. Nhưng mà trong Kinh Thánh Luca đoạn 3 câu số 23 có nói rằng Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ năm ngày 30 tuổi. Do đó có nghĩa là trong khoảng thời gian Chúa Giêsu được sanh ra bởi đạo nữ đồng trinh Mary cho đến khi Ngài bước vào chức vụ 30 năm, Ngài không làm bất kỳ phép lạ gì hết. Chúng ta thấy tại sao như vậy? Ngài là Đức Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời mà. Ngài có thể làm phép lạ khi Ngài còn nhỏ mà. Tại vì Ngài biết rằng quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ thể hiện trên đời sống của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy một điều lạ lùng là tại sao trong suốt 30 năm từ lúc Chúa Giêsu được sinh ra cho đến lúc Ngài quy bước vào sự kêu gọi, cảm ơn Chúa, thì Ngài chỉ là con của một người thợ mộc bình thường. Ngài ở trong một cái khu nhà của Ngài, Ngài ở cùng cha mẹ và anh em của Ngài, Ngài ở cùng những người hàng xóm của Ngài, và không hề ai biết Ngài đến là một con của một Đức Chúa Trời. Người ta cũng không hề biết Ngài làm một phép lạ gì cho đến khi Ngài 30 tuổi. Cảm ơn Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời trong khoảng thời gian này Ngài đang hình thành những đặc tính dân phục, khiêm nhường trên đời sống của Đức Chúa Giêsu Christ. Và chính Môi-se cũng như vậy. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng khi mà Đức Chúa Trời sử dụng một ai đó, Ngài sẽ không bao giờ sử dụng người đó liền. Do đó hôm nay khi chúng ta bước vào cuộc đời của Môi-se, chúng ta sẽ thấy rằng cái sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của ông rất là giống sự kêu gọi của Chúa đã kêu gọi trên mỗi đời sống của chúng ta ở Power of Love. Có thể có những lúc chúng ta nhìn đời sống của chúng ta, và có nhiều khi chúng ta thấy rằng có thể là thời điểm chờ đợi quá lâu. Nhưng mà chúng ta khi chúng ta đến với cuộc đời của Môi-se, chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của ông đã trải qua một thời gian dài, thật là dài, để bước vào trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ bước vào trong sự học hỏi lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cuộc đời Môi-se có thể chia làm 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn của ông đều được hình thành trong 40 năm. Giai đoạn thứ nhất là từ khi ông lọt lòng mẹ cho đến khi ông chạy trốn khỏi Ai Cập. Cảm ơn Chúa. Và từ lúc chạy trốn đến lúc ông được sự kêu gọi, và từ sự kêu gọi đến lúc cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập tới lúc ông qua đời là 3 giai đoạn. Nhưng hôm nay vì thời gian thật sự không có nhiều, nên con sẽ cùng học chung với hội thánh 2 giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ nhất trong 40 năm đó là từ lúc Môi-se được sinh ra và cho lúc ông chạy trốn khỏi đất nước Ai Cập. Và giai đoạn thứ hai đó là từ lúc ông chạy trốn khỏi đất nước Ai Cập cho đến khi ông bước vào sự kêu gọi đến từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ đến trong 2 giai đoạn này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và đây đoạn đầu tiên chúng ta sẽ cùng đọc trong từ câu 19 đến câu số 22. Đó là giai đoạn này là giai đoạn từ lúc ông lọt lòng cho đến ông sinh ra cho đến lúc ông chạy trốn khỏi Ai Cập. Và cũng nói lên đó là sự giải cứu của Đức Chúa Trời trên đời sống Môi-se khi mà ông mới sinh ra. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa viết trong câu Công vụ sách Sứ đồ đoạn 7 từ câu 19 đến câu số 22 nói rằng: vua này mưu hại nòi giống chúng ta và ngược đãi các tổ phụ chúng ta, ép buộc họ phải giúp bỏ các trẻ sơ sinh, không để cho chúng sống. Vào thời điểm đó, Môi-se ra đời, khôi ngô tuấn tú trước mặt Chúa và được nuôi tại nhà mình trong 3 tháng.
Khi Môi-se bị đem đi bỏ thì được con gái Pharaoh nhận làm con và nuôi dưỡng như con ruột mình. Môi-se được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Ông có năng lực trong cả lời nói lẫn việc làm. Cảm ơn Chúa. Và khi chúng ta cùng nghiên cứu trong ba sách Sáng Thế Ký 1, 2, 3, chúng ta sẽ hiểu rõ thêm về hoàn cảnh của Môi-se sinh ra và tại sao ông rời khỏi, ông trốn khỏi Ai Cập, và cũng như khi ông bước vào sự kêu gọi của Đức Chúa Trời như thế nào. Thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thêm trong sách Xuất Ai Cập Ký 1 chương 1, chương 2 và chương 3. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng tại sao ông được gọi tên là Môi-se vậy. Cảm ơn Chúa. Khi mà chúng ta lật lại trong sách Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu số 10, chúng ta sẽ biết rằng tại sao ông được gọi là Môi-se. Chúng ta biết rằng Môi-se trong từ ngữ Hebrew có nghĩa là kéo ra. Và trong Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu số 10, ông được đặt tên là Môi-se bởi vì khi ông được vớt từ sông, công chúa Pharaoh vớt ông từ sông, thì Ngài đã đặt tên rằng ta đã được đã vớt nó khỏi sông. Do đó nghe, công chúa đã gọi ông là Môi-se. Do đó tên bắt nguồn từ đó. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng trong Công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu số 19 nói về tình trạng ra đời của Môi-se, một khi mà đất nước đang ở trong một cái tình trạng, chúng ta thấy rằng Môi-se ra đời trong một bối cảnh như thế nào. Chúng ta thấy rằng Môi-se qua đời trong, có phải trong một cái khung cảnh là đất nước hòa bình không? Hay là trong, phải là trong một cái đất nước giống như ông ra đời trong sự im ắng, trong sự hạnh phúc, hay là trong một cái sự vui mừng trên cả hai đất nước? Chúng ta thấy không phải như vậy. Nhưng mà lời Chúa nói rằng Môi-se ra đời khi mà đất nước trong cái tình trạng bế tắc và sự chết khắp nơi. Cảm ơn Chúa, không có một sự hy vọng sống kìa còn nào, không có một sự vui mừng nào. Chúng ta thấy rằng Kinh Thánh nói rằng khi ông ra đời, lúc đó chúng ta mới hiểu rằng bởi vì dân Israel sinh sản quá nhiều và dân Ai Cập bắt đầu lo sợ. Và chúng ta biết rằng bắt đầu vua Ai Cập và Pharaoh bắt đầu mới ra một quyết định, đó là giết những đứa trẻ sơ sinh. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Kinh Thánh trong Xuất Ai Cập Thế Ký có nói rằng những người mù họ kính sợ Đức Giê-hô-va. Vì đó họ nói rằng những người phụ nữ Israel rất là khỏe mạnh, khi họ đến họ đỡ đẻ thì những người phụ nữ Israel đã sanh rồi. Thì bắt đầu vua Pharaoh mới nói là bây giờ hãy giết những đứa trẻ sơ sinh, để giết những đứa trai và những đứa gái thì trừ lại. Và chúng ta thấy cuộc đời của Môi-se là sao? Ông sống trong một cái hoàn cảnh, ông sinh ra trong một hoàn cảnh đau khổ, đất nước chết chóc. Phải nói rằng ông sinh ra mà hầu như những đứa trẻ sơ sinh, những gia đình đều khóc, tại vì ai sinh con trai trong thời điểm đó đều bị vua Pharaoh giết chết. Nhưng mà chúng ta thấy điều gì? Quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn lựa Môi-se. Chúng ta thấy Chúa có để Môi-se chết không? Không phải, Ngài không hề để Môi-se chết. Ngài không bao giờ để người công bình của Ngài bị bất cứ điều gì. Ngài đã sẽ giải cứu Môi-se. Và cũng như chính đời sống của chúng ta vậy, Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Chúng ta có bế tắc không? Chúng ta có gặp trường hợp, chúng ta có lui đi trong đức tin không? Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ để chúng ta bị như vậy. Ngài sẽ không bao giờ để một tình trạng nào ảnh hưởng chúng ta quá lâu, nhưng mà Ngài sẽ đến và Ngài sẽ giải phóng chúng ta giống như Ngài đã giải phóng Môi-se. Bởi vì chúng ta là những người được Đức Chúa Trời chọn tuyển chọn, và Môi-se cũng là người Đức Chúa Trời tuyển chọn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng hình ảnh Môi-se rất là giống Chúa Giê-xu của chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu số 2, Chúa Giê-xu của chúng ta ra đời cũng trong một cái hoàn cảnh này. Chúa Giê-xu ra chúng ta ra đời cũng trong một hoàn cảnh mà tất cả những đứa trẻ sơ sinh từ 2 tuổi xuống phải bị giết chết. Và chúng ta thấy điều gì? Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến trên bà Mary, đến trên Joseph, nói với Joseph rằng hãy dắt Mary và con trẻ lánh qua một cái nơi khác vì những người đang tìm và giết con trẻ. Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu của chúng ta ra đời trong một hoàn cảnh, một đất nước như thế nào cũng không có sự vui mừng. Ra đời trong một cái hoàn cảnh cũng giống như Môi-se vậy, sự chết chóc, sự khóc lóc, sự đau khổ. Nhưng mà chúng ta thấy điều gì? Cho dù hoàn cảnh như thế nào, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đã đến trên hoàn cảnh đó để thay đổi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy được rằng Môi-se, Chúa Giê-xu của chúng ta cũng giống như trời sống của mỗi đời sống chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng điều gì? Khi Môi-se bị đem đi bỏ thì được con gái Pharaoh nhận làm con và nuôi dưỡng như con ruột của mình. Chúng ta thấy tại sao một điều phước hạnh lại đến cho ông. Thay vì ông là người bị chết mà, bị giết mà, ông sẽ chết mà, nhưng mà tại sao bây giờ lời Chúa nói rằng ông lại được công chúa, con gái của Pharaoh nhận ông làm con nuôi. Chúng ta thấy rất là lạ lùng. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta rất là quyền năng. Đó là Ngài đã ban cho mẹ và chị của Môi-se sự khôn sáng, sự khôn sáng để giải cứu Môi-se. Thay vì lúc đó ông phải chịu chết, nhưng mà chúng ta thấy điều gì?
chị và mẹ của Môi-se đã có một sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ban cho. Cảm ơn Chúa, và họ phải đá vào cái thúng và thả Môi-se. Họ biết rằng công chúa vua của Pha-rôn sẽ tắm cho cái khu vực đó, và bắt đầu họ để Môi-se, và bắt đầu họ để Môi-se trôi trong cái dòng nước, trong cái thúng đó. Và chúng ta thấy được gì? Công chúa, con gái của Pha-rôn thấy Môi-se. Chúng ta thấy rằng một người công chúa, con gái của vua Ai Cập. Và lúc này vua Ai Cập đang có lệnh là phải giết tất cả những đứa trẻ sơ sinh của người Israel. Nhưng mà nàng công chúa thì tại sao lại muốn nuôi Môi-se vậy? Đó là bởi vì Môi-se được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Do đó chúng ta thấy như thế nào? Cho dù chúng ta như thế nào, nhưng mà Chúa vẫn luôn ban ơn cho chúng ta trước mặt mọi kẻ thù nghịch của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa, Môi-se đã được Chúa ban ơn trước mặt cô công chúa của Pharaoh. Và chúng ta thấy một điều rất là lạ là từ một đứa trẻ sơ sinh, con của dân nô lệ, thay vì phải chịu chết, nhưng mà giờ đây chúng ta thấy điều gì? Ông trở thành hoàng tử, bởi vì Kinh Thánh nói rằng ông được công chúa vua của Pharaoh nhận ông làm con nuôi. Wow, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Từ một người nô lệ, từ một người đáng lẽ phải chịu chết, từ một đứa trẻ sơ sinh ra không thấy ánh mặt trời, đã phải trong vòng mấy tháng đã bị giết chết, nhưng mà giờ đây ông trở thành một hoàng tử. Ông sống trong một sự sung sướng, một sự chu cấp và đầy đủ. Và lời Chúa nói trong câu 23 rằng Môi-se được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Ông có năng lực trong cả lời nói lẫn việc làm. Hallelujah, chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng không có việc gì mà xảy đến trên đời sống Môi-se một cách tự nhiên hết. Chúng ta thấy cuộc đời của Môi-se không bao giờ xảy ra một cách tự nhiên. Chúng ta thấy rằng có một bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời đã đến trên đời sống của Môi-se. Chúng ta thấy đó là một sự phước hạnh trên đời sống của Môi-se. Trong Roma đoạn 8 câu 30 Chúa có nói rằng: còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng kêu gọi. Những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng xưng là công chính. Và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng sẽ làm cho vinh quang. Cảm ơn Chúa. Trong Roma đã nói với chúng ta điều này: những người mà Ngài đã định sẵn và Ngài kêu gọi lại thì Ngài cũng sẽ xưng họ là những người công chính. Và những người công chính thì họ sẽ làm, Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ làm cho họ được vinh quang. Amen. Môi-se là người Chúa kêu gọi, Môi-se là người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính, thì Ngài sẽ không để người công chính của Ngài bị rúng động, có bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến Môi-se. Và Chúa sẽ làm cho Môi-se vinh quang, cũng như Chúa làm cho mỗi đời sống của chúng ta. Bây giờ đến đây chúng ta thấy được điều gì? Qua những lời Chúa trong những câu Kinh Thánh vừa qua, Chúa muốn nói với chúng ta điều gì? Chúng ta ngày xưa khi chúng ta, trước khi chúng ta tiếp nhận Chúa, đa số hội thánh chúng ta là những người theo Phật giáo, đúng không? Và chúng ta, trước khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, chúng ta là nô lệ của hình tượng, chúng ta là nô lệ của ma quỷ, và có những người là nô lệ của sự bệnh tật. Chúng ta sống trong một cái đời sống tâm linh vô cùng tối tăm. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta vui mừng với cuộc sống của chúng ta, nhưng khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, chúng ta mới thấy được rằng Ngài mới chính là sự sống của chúng ta. Chúng ta giống như Môi-se vậy, chúng ta giống như Chúa Giê-xu vậy. Cái khoảng thời gian của chúng ta khi mà chúng ta xa cách Ngài giống như vậy, và bản án của sự chết dành sẵn cho mỗi đời sống của chúng ta. Nếu như chúng ta không tin nhận Chúa Giê-xu, đời sống của chúng ta dành hồ lửa đời đời. Nhưng bởi vậy sự thương xót của Ngài nó kêu gọi mỗi người trong chúng ta ở đây. Chúng ta có nghĩ rằng hôm nay khi chúng ta đến nhà thờ và chúng ta ngồi đây, đó là một sự ngẫu nhiên không? Hay là chúng ta đi xung quanh khu vực này và chúng ta muốn vô đây ngồi chỉ để nghe một bài giảng? Không phải. Tất cả chúng ta, cho dù chúng ta là vợ chồng, cho dù chúng ta là cha mẹ con cái, cho dù chúng ta bất kỳ ai, nhưng mà khi chúng ta đã ngồi trong nhà thờ và chúng ta nghe lời của Ngài, chúng ta đến để thờ phượng Ngài, đó không phải là một sự ngẫu nhiên. Đó không phải là bởi vì chúng ta thích và chúng ta vô, nhưng mà chính Chúa đã kêu gọi chúng ta. Ngài đã kêu gọi và Ngài đem chúng ta trở về giống như Ngài đã kêu gọi Môi-se vậy. Chúng ta không giống một người nào hết. Chúng ta thấy đời sống của chúng ta thật là phước hạnh khi được Chúa kêu gọi. Và cảm ơn Chúa, và chúng ta thấy rằng Môi-se chỉ là một người bình thường. Có thể chúng ta nhìn Môi-se làm dấu kỳ phép lạ, rẽ biển đỏ, và chúng ta nói: Chúa ơi, con ao ước thì con được Chúa sử dụng để trở thành một người như vậy. Nhưng mà khi chúng ta quay lại khoảng thời gian khi Môi-se là một đứa trẻ, chúng ta thấy ông cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời kêu gọi, Ngài chọn lựa, và Ngài đã làm ông trở thành một người lãnh đạo vĩ đại cho dân tộc Israel. Do điều thứ nhất hôm nay con và hội thánh chúng ta sẽ cùng học với nhau rằng Đức Chúa Trời có chương trình trên mỗi đời sống của chúng ta. Ngài có mỗi chương trình riêng trên mỗi đời sống của chúng ta. Người vợ và người chồng, mỗi người đều có một cái chương trình riêng mà Đức Chúa Trời kêu gọi.
chúng ta có sự kêu gọi không giống nhau. Người ba mẹ cũng như con cái vậy, mỗi người khi Chúa đã đem về và Ngài sẽ ấn định rằng người này sẽ làm việc này và người kia sẽ làm việc kia. Có thể chúng ta thấy rằng ân tứ của chúng ta có thể nó khác với ân tứ của người đó. Có thể là cái sự phục vụ của chúng ta, có thể bất cứ điều gì của chúng ta, và chúng ta nói là ồ Chúa ơi, con thấy có thể là cái người đó có một cái talent hát hay nhưng mà con lại không biết hát. Hoặc là người đó có sự khôn ngoan về máy móc nhưng mà con lại không biết làm. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hiểu rằng chúng ta đừng có nhìn những người khác, chúng ta đừng vì những điều này có thể ảnh hưởng đến chúng ta và làm cho chúng ta buồn. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Chúa đã kêu gọi, Ngài có một chương trình của con có thể không giống chương trình của Hội Thánh, hoặc là có thể chương trình của cô Kim không giống chương trình của chú Phước, hoặc là có thể chương trình của cô Nga khác với chương trình của mẹ con. Tất cả chúng ta được kêu gọi, nhưng mà sự sử dụng của Đức Chúa Trời khác nhau, chúng ta không giống nhau. Cảm ơn Chúa. Do đó Chúa đã làm trên đời sống của Môi-se, Chúa đã kêu gọi ông và Chúa đặt để chương trình của Ngài trên đời sống của ông. Chúng ta biết rằng chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng có sự kêu gọi giống như Môi-se. Chúng ta có thể mỗi người có một cái sự kêu gọi, có thể một người có sự kêu gọi đi xa để truyền giáo, một người có sự kêu gọi trong sự thờ phượng, một người có sự kêu gọi trong sự học hỏi lời của Đức Chúa Trời để chia sẻ lời của Ngài. Chúng ta có sự kêu gọi hoàn toàn không có giống nhau. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta hôm nay, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đã được kêu gọi. Mỗi người một sự kêu gọi khác nhau, không ai giống nhau. Cho nên mỗi người hãy đến với Chúa và chuẩn bị cho sự kêu gọi của mình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta sẽ bắt đầu tính tiếp đoạn Kinh Thánh từ câu số 23 đến câu 29. Và chúng ta sẽ thấy điều gì mà Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục dẫn dắt và dạy dỗ chúng ta. Từ câu 23, lúc được 40 tuổi, ông nảy sinh ý định đi thăm các anh em mình là con cái của Israel. Khi thấy một người trong họ bị đối xử bất công, Môi-se liền binh giật người bị hà hiếp và đánh chết người Ai Cập đó để báo thù. Ông tưởng anh em mình hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ không hiểu. Ngày hôm sau, khi họ đánh lộn với nhau thì ông đến gần và giải hòa. Này các anh, đã là anh em sao lại xử tệ với nhau như thế? Kẻ đang ức hiếp người lân cận mình xô Môi-se ra và nói: ai đã lập anh làm người cai trị và làm khoan tò của chúng tôi? Anh cũng muốn giết chúng tôi như đã giết tên Ai Cập hôm qua sao? Môi-se vừa nghe lời đó thì chạy trốn và đến cư trú trong xứ Ma-đi-an. Ở đó ông sinh được hai con trai. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy lời của Chúa từ câu 23 đến câu 29. Đây là giai đoạn Môi-se đã 40 tuổi. Có nghĩa là từ lúc ông sinh ra cho đến lúc ông là hoàng, trong quá trình ông làm hoàng tử của vua Pharaoh, con của công chúa vua Pharaoh, thì đến lúc này ông đã là 40 tuổi rồi. Và chúng ta thấy trong thời gian 40 tuổi này, điều gì đã đến trên đời sống của ông. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta bước vào trong sự chọn lựa của Chúa, Chúa kêu gọi, Chúa đem chúng ta về, thì bắt đầu Chúa sẽ chuẩn bị chúng ta bước vào trong sự kêu gọi. Có nghĩa là Ngài đã đặt để cái sự kêu gọi trong lòng của chúng ta. Chúng ta thấy rằng tại sao Môi-se lại giết người Ai Cập này? Lời Chúa có nói rằng khi thấy câu số 24, khi thấy một người trong họ bị đối xử bất công, Môi-se liền binh giật người bị hà hiếp và đánh chết người Ai Cập đó để báo thù. Chúng ta thấy có một điều gì rất ngạc nhiên ở đây không? Môi-se được sinh ra và lớn lên trong giai đoạn này, ông được 40 tuổi. Có thể nói rằng đời sống của ông tiếp xúc với dân Ai Cập nhiều hơn dân Israel, tại vì ông là hoàng tử mà. Nhưng mà lời Chúa nói rằng ông binh giật người Israel, ông giết người Ai Cập. Tại sao vậy? Ông không hề có một cuộc sống giống như người Israel. Ông không phải là nô lệ. Ông không phải là người mà có thể gần gũi với những người nô lệ. Tại đời sống của ông là một đời sống của một vị hoàng tử. Ông sống trong sự sung sướng, ông sống trong sự tu cấp, và hầu như ông không phải lo bất cứ điều gì. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi Ngài đã chọn lựa chúng ta, Ngài đặt cái sự kêu gọi đó vào tấm lòng của chúng ta. Hallelujah. Không phải chúng ta tin Chúa, không phải chúng ta đến nhà thờ chỉ để nghe một bài giảng, sau đó chúng ta đi về. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta khi được Chúa cứu, Ngài sẽ đặt một điều gì đó trong lòng của từng người trong Hội Thánh chúng ta. Ngài sẽ đặt cái một cái sự cưu mang nào đó. Có thể có người cưu mang cho những người già cả, có thể là có người cưu mang cho những đứa trẻ nhỏ, những người bị tật, có thể có người cưu mang cho những người chưa tin nhận Chúa Giê-xu. Và Chúa đặt cái sự cưu mang đó trong từng người chúng ta. Môi-se cũng như vậy. Mặc dù ông được cứu, ông được nuôi dưỡng và trở thành hoàng tử, nhưng mà Chúa đã đặt cái sự kêu gọi giải cứu dân tộc Israel vào tấm lòng của ông. Và cái sự cưu mang này luôn ở cùng với ông. Ông biết được điều này. Và chúng ta thấy rằng khi ông 40 tuổi, ông thấy được cái sự Ai Cập hà hiếp dân tộc ông. Ông chịu không nổi. Và chúng ta thấy điều gì? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng
Nhưng cái điều mà Môi-se hành động không phải là điều mà Đức Chúa Trời muốn. Chúa không có muốn Môi-se giết người để giải cứu dân Israel. Ngài không muốn điều này. Và chúng ta thấy điều gì? Môi-se đã đi quá trước ý định của Ngài. Đây là một điều mà chúng ta phải học. Và con cũng như đã nghe, cũng như đã thấy và cũng như chứng kiến, có nhiều người họ có sự kêu gọi, Đức Chúa Trời đặt để cho họ một điều gì đó rất là lớn, và điều này đến từ Chúa. Nhưng mà bởi vì họ đi trước sự kêu gọi của Ngài. Có thể là chúng ta đang có sự kêu gọi về đi học thần học. Và đúng, cái sự kêu gọi này đến từ Chúa. Chúa muốn chúng ta học, Chúa muốn chúng ta trang bị, và Chúa muốn Chúa dùng chúng ta để đem nguồn phước cho nhiều người khác. Nhưng khi chúng ta bước đầu đi học như thế nào, phải đúng thời điểm của Ngài. Và có thể chúng ta được sự kêu gọi là vợ chồng đi ra và trở thành những giáo sĩ. Và cảm ơn Chúa, điều này rất là tốt cho công việc của Chúa, và điều này đến đúng từ Chúa. Nhưng mà thời điểm đi ra phải là thời điểm mà Chúa ấn định. Môi-se cũng như vậy. Ông có được sự kêu gọi, ông biết được dân tộc ông cần được giải phóng, nhưng mà bởi vì việc làm của ông đã không phải là việc làm mà Chúa muốn ông làm. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra? Môi-se đã giết người. Và điều gì? Ông chạy trốn khỏi Ai Cập. Đây là giai đoạn ông 40 tuổi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy điều gì? Phải nói tấm lòng của Môi-se là một tấm lòng Chúa đặc để, là một vị hoàng tử mà, nhưng mà ông không hề để ý đến cương vị của ông. Cảm ơn Chúa. Trong Hebrew đoạn 11 câu số 24 có nói rằng: bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh. Cảm ơn Chúa. Tại sao vậy? Tại sao ông từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh? Tại vì Môi-se biết rằng Chúa không kêu gọi ông, Chúa không cứu ông, Chúa không giúp đỡ ông để ông trở thành một vị hoàng tử. Nhưng mà Chúa cứu ông, Chúa giúp đỡ ông để ông trở thành một người lãnh đạo cứu dân Israel. Do đó đối với Môi-se, chức vị hoàng tử không phải là điều mà ông muốn. Cái điều mà ông khao khát làm sao dân tộc của ông, dân tộc Israel không còn bị nô lệ, không còn bị kiềm cặp và không còn bị dân Ai Cập đàn áp. Đó mới là sự kêu gọi chính của ông. Cảm ơn Chúa. Do đó khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta biết rằng sự kêu gọi chính của chúng ta là điều gì. Chúng ta hãy giữ cái sự kêu gọi đó trong lòng của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Có thể chúng ta không phải là được kêu gọi cho business, nhưng mà chúng ta có thể được kêu gọi cho trở thành một nhà truyền giảng. Thì hãy giữ cái sự kêu gọi để trở thành một nhà truyền giảng trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng lời Chúa nói rằng Chúa đã giải cứu ông. Trong giai đoạn ông 40 tuổi này, Chúa đã giải cứu ông. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy là tại sao Môi-se có thể hành động như vậy? Bởi vì chính cái cảm xúc riêng của ông. Chúng ta thấy rằng Môi-se thấy người dân Israel bị hạ hiếp, ông giết người Ai Cập, ông giải phóng cho anh em của mình. Nhưng mà chúng ta thấy lời của Chúa nói sao trong câu số 25? Ông tưởng anh em mình hiểu rằng Đức Chúa Trời đã dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ không hiểu. Môi-se biết. Từ câu 25 cho chúng ta biết được rằng Môi-se biết được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống ông là giải cứu dân tộc của ông. Môi-se biết được điều này. Nhưng mà chúng ta thấy điều gì? Ông đã hành động không có đúng như lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng bởi vì tình thương, ông thương dân tộc của ông, và ông đã hành động theo cảm xúc của ông. Và chúng ta thấy rất là nguy hiểm như chúng ta là những người hầu về Chúa mà chúng ta đi theo cảm xúc của chúng ta. Chúng ta phải đi theo lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài không nghe, không thấy và không đoán định bất cứ điều gì. Nhưng mà những điều gì Ngài nghe, Ngài thấy và Ngài đoán định đều đến từ Đức Chúa Trời. Và Chúa cũng muốn chúng ta hiểu rằng là những người được sự kêu gọi, chúng ta không nên giải quyết những điều gì theo cảm xúc của chúng ta. Có thể trong lúc đó chúng ta đang có một cái điều gì đó trong lòng của chúng ta đang có sự bực bội, thì chúng ta hãy đến với Ngài cầu nguyện với Ngài. Và khi chúng ta đến với Ngài để cầu nguyện thì chúng ta bắt đầu bình tâm lại và giải quyết vấn đề đó theo ý của Ngài. Và chúng ta biết rằng là một trong những người sự kêu gọi của Chúa, và chúng ta biết rằng nếu như chúng ta nghe một điều gì đó từ phía bất cứ ai, chúng ta khoan hãy đón định sự việc đó liền. Nhưng mà chúng ta hãy đến với Chúa và cầu nguyện đó: Chúa ơi, cái điều này là như thế nào, điều này là ai đúng và ai sai, xin cho chúng con biết sự, cho chúng con bày tỏ sự khôn ngoan để chúng con có thể được giải quyết. Chúng ta nhớ rằng Salomon, vua Salomon cũng cầu nguyện sự khôn ngoan. Ông không cầu nguyện, Chúa hỏi ông là hãy cầu xin điều gì Ngài sẽ ban cho, nhưng mà ông không hề cầu nguyện sự giàu có, danh vọng, địa vị hay ông sống lâu, nhưng mà ông sẽ cầu nguyện sự khôn ngoan để giải quyết dân sự của Ngài. Do đó chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta là những người kêu gọi, chúng ta phải chờ đợi tiếng của Ngài. Chúng ta đừng giải quyết những vấn đề theo cảm xúc của chúng ta, bởi vì cái cảm xúc của chúng ta sẽ làm cho chúng ta đi sai sự kêu gọi của Chúa, và có khi sẽ làm trật đi phần ân điển của chúng ta. Do đó điều thứ hai mời con cùng hội thánh học trong cuộc đời của Môi-se đó là hãy chờ đợi Ngài.
Amen. Điều thứ nhất đó là chúng ta phải biết rằng mỗi trong đời sống chúng ta đều có một sự kêu gọi riêng biệt, không ai giống ai. Và điều thứ hai rằng khi chúng ta đã biết rằng chúng ta có sự kêu gọi, chúng ta biết rằng chúng ta được Chúa kêu gọi và đặt để một điều gì đó, hãy chờ đợi tiếng phán của Ngài. Đừng đi trước chương trình của Ngài. Mặc dù cái điều đó được hình thành một cách rất là... Đây là giai đoạn thứ hai này, là nói về từ lúc khi mà Môi-se giết từ Ai Cập và ông chạy trốn đi qua xứ Madian. Và chúng ta biết rằng trong Sáng Thế Ký trong đoạn 2 thì có nói rằng trong quá trình ở đây á, thì Môi-se đã lập gia đình, ông cưới vợ và ông đã sinh được hai người con trai. Cảm ơn Chúa. Thì trong lúc cái quá trình thứ hai này, giai đoạn thứ hai này, từ lúc ông chạy trốn qua xứ Madian đến lúc ông nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong vòng 40 năm. Amen. Chúng ta thấy rằng so với Môi-se chúng ta còn quá trẻ, đúng không? Cảm ơn Chúa. Chúng ta còn quá trẻ để nhận được sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta không phải là già. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta lời Chúa nói từ câu số 30 đến câu 36 nói rằng 40 năm sau, một thiên sứ hiện ra với ông trong ngọn lửa nơi bụi gai đang cháy tại hoang mạc núi Sinai. Môi-se thấy và kinh ngạc trước cảnh dị thường ấy nên tiến lại gần để xem cho rõ hơn. Thì ông nghe tiếng Chúa phán: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Gia-cớp. Môi-se run sợ chẳng dám nhìn. Chúa lại phán: Hãy cởi dép khỏi chân con, vì chỗ con đang đứng là đất thánh. Ta lại thấy rõ cảnh khốn khổ của dân ta tại Ai Cập và đã nghe tiếng thở than của họ nên xuống giải cứu con. Bây giờ hãy đến, ta sẽ sai con đến Ai Cập. Chính Môi-se này là người họ đã từ chối và nói: Ai đã lập ông làm người cai trị và quan tòa, thì nay Đức Chúa Trời đã sai ông làm người lãnh đạo và vị cứu tinh bởi một thiên sứ đã hiện ra với ông trong bụi gai. Ông đã đem họ ra làm những phép màu, những dấu lạ trong xứ Ai Cập, trên biển đỏ và nơi hoang mạc trong 40 năm. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng khi Môi-se sợ hãi và trốn đến xứ Madian, khi Môi-se và lúc này khi mà ông nhận được sự kêu gọi của Chúa, ông đã 80 tuổi. Có nghĩa là Đức Chúa Trời trong vòng 40 năm trong đồng vắng đã chuẩn bị cho Môi-se, đã hình thành những nhân cách cho Môi-se sự khiêm nhường và sự dân phục. Chúng ta thấy trong 40 năm này, ông không còn là một vị hoàng tử, ông không còn được người ta hầu hạ, ông không còn được một sự mà giống như hễ bất cứ điều gì ông cần sẽ có người đến giúp ông, sẽ có người làm cho ông. Là một vị hoàng tử trong cung điện, con chưa từng kinh nghiệm, con chưa từng biết, nhưng mà con nghĩ chắc là sung sướng lắm. Tại vì là một người công chúa, một người hoàng tử trong một đất nước có uy quyền trong tay, và mình nói, mình làm, mình bất cứ điều gì sẽ không ai cãi lại mình. Nhưng mà giờ đây chúng ta thấy điều gì? Bởi đi sai chương trình của Chúa và ý riêng, và ông đã trở thành một người chăn chiên. Và trong vòng 40 năm trong đồng vắng đó, ông chăn chiên từ nơi này qua nơi kia. Và chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy rằng ông lấy vợ, ông đẻ con. Và chúng ta thấy rằng lúc này chỉ có những con chiên, gia đình với ông thôi, không có sự ồn ào. Cái môi trường, cái thế giới xung quanh của Môi-se bây giờ im điềm, đơn sơ, không có điều gì hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có quên không? Không quên. Ngài không quên. Có nhiều khi trong đời sống chúng ta sẽ có những lúc giống như vậy. Chúng ta thấy rằng: Chúa ơi, sao bây giờ con cứ đi làm, con đi gì, con đi nhà thờ, con có sự kêu gọi mà, con biết chắc là Chúa kêu gọi con làm cái đó mà, nhưng mà tại sao bây giờ cái khoảng thời gian này con thấy hầu như con không làm gì được cho Chúa hết. Con chỉ đi làm, con đi về, rồi bắt đầu con làm những công việc bình thường, là một người chồng, một người vợ, hoặc là một người con. Cuộc sống của con rất là im điềm. Chúa ơi, Ngài có quên con không? Ngài có quên những cái lời tiên tri, cũng như những sự cầu nguyện, cũng như những tiếng phán của Ngài với con, là Chúa sẽ dùng con như thế này, Ngài có quên không? Môi-se cũng như vậy. Đây là những cái lúc, có những đời, lúc đời sống chúng ta sẽ trải qua những giai đoạn giống như Môi-se. Chúng ta hỏi Chúa rằng có quên chúng ta hay không? Chúng ta hỏi Chúa rằng cái sự kêu gọi đó có còn dành cho con nữa không, khi chúng con đã sai lầm. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là đấng thương xót. Đừng bao giờ để sự sai lầm ảnh hưởng đến sự kêu gọi. Đừng bao giờ như vậy. Có thể chúng ta sẽ sai lầm, có thể chúng ta sẽ phạm lỗi, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng chúng ta chỉ là con người xác thịt. Chúng ta không giống như Chúa Giê-xu. Chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Chúa Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài cũng sẽ không có nhìn những người thánh thiện Ngài kêu gọi. Tại vì trên khắp trái đất này, lời Chúa nói tất cả đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Thì Ngài sẽ tìm đâu ra một người thánh khiết như Ngài để bước vào sự kêu gọi. Và chúng ta thấy được điều rằng mặc dù Môi-se đã phạm lỗi, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn không quên ông. Do đó chúng ta có phạm lỗi, Đức Chúa Trời cũng sẽ không quên chúng ta. Ngài sẽ chuẩn bị cho chúng ta sự kêu gọi. Quan trọng là chúng ta dâng phục theo sự kêu gọi.
kêu gọi của Ngài. Có nhiều khi chúng ta nói: Chúa ơi, con còn những xác thịt này, con còn những cái bản tánh này, con còn cái vấn đề này trong gia đình, con còn có những cái gánh nặng con phải lo, con phải làm. Chúa ơi, xin Chúa giúp con. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đến cho chúng ta. Ngài biết sự yếu đuối của chúng ta, nhưng hãy nhớ rằng Ngài đã kêu gọi thì Ngài sẽ không quên. Ngài đã kêu gọi thì Ngài sẽ không bỏ cái sự kêu gọi đó. Chúng ta phải kiên trì. Môi-se 40 năm trong đồng vắng, 40 năm cái khoảng thời gian rất là dài. Và con nghĩ rằng nếu như con là Môi-se, có thể con đã nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã quên cái sự kêu gọi của con. Tại vì chúng ta biết rằng bây giờ ông 80 tuổi rồi, quá già rồi. Làm sao một người như ông mà có thể đi ra và giải cứu dân tộc Israel và làm những dấu kỳ phép lạ? Có nhiều khi chúng ta nói: Chúa ơi, con 40 mấy 50 tuổi rồi, con cái con rất là nhiều, con còn có những cái gánh nặng về kinh tế, làm sao con có thể giống như những người thanh niên? Có thể Chúa sẽ kêu gọi những người thanh niên, có thể họ bằng con. Nhưng mà khi Chúa đã kêu gọi, hãy nhớ rằng Ngài sẽ ban quyền năng cho chúng ta. Amen. Không cần biết chúng ta là ai, không cần biết chúng ta bao nhiêu tuổi, không cần biết chúng ta như thế nào, Ngài đã kêu gọi, hãy đứng vững trong sự kêu gọi đó. Ngài chắc chắn sẽ tiếp tục dùng mỗi đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Lời Chúa viết trong Habacuc đoạn 2 câu số 3 rằng: Vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm, nó sẽ nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc không lừa dối đâu. Nếu nó chậm trễ hãy chờ đợi, vì nó chắc chắn sẽ đến không trì hoãn. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng từ một người được giải cứu mà giờ đây Môi-se đã trở thành một người giải cứu người khác. Chúng ta thấy rằng lời Chúa thật là quyền năng, đúng không? Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Lời Chúa nói rằng thì chúng ta thấy rằng Môi-se kinh ngạc, câu số 31, Môi-se thấy và kinh ngạc trước cảnh dị thường ấy nên tiến lại gần để xem cho rõ hơn. Thì ông nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Gia-cớp. Môi-se run sợ chẳng dám nhìn. Chúa lại phán: Hãy cởi dép khỏi chân con, vì chỗ con đang đứng là đất thánh. Chúng ta thấy rằng ở cái nơi hoang mạc đó thì sứ của Chúa Giê-xu, thương thứ của Đức Chúa Trời đã đến cho ông. Lời Chúa đã phán cho ông. Chúa nói rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham. Cảm ơn Chúa. Ta là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta là Đức Chúa Trời của Gia-cớp. Tại sao Ngài nhắc? Ngài nhắc là cái giao ước. Vì thế cũng chính vì điều này, Ngài sẽ đến trên mỗi đời sống của chúng ta. Khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta gục ngã, Ngài cũng sẽ đến trên chúng ta. Và Ngài nhắc lại cái lời hứa của Ngài trên chúng ta. Và chính cái lời hứa này sẽ giúp cho đức tin của chúng ta đi với Ngài. Cho nên đây là cái điều mà chính đời sống con cũng học được. Chúng ta thấy rằng trong sáng Xuất Ai Cập ký chương 3, chúng ta thấy rằng Môi-se run sợ chứ. Ông sợ hãi, ông không có nói với Chúa rằng: Ồ, con sẵn sàng con đi ra. Nhưng mà lời Chúa nói rằng cũng mấy lần Môi-se sợ. Cảm ơn Chúa. Và đến nỗi Đức Chúa Trời đã cho Aaron là ông con đi chung với ông. Nhưng mà chúng ta thấy rằng dù là sợ hãi, chúng ta thấy rằng nhưng cuối cùng Môi-se ông cũng đi với Chúa. Ông cũng nghe lời Chúa, ông bước đi trong sự dân phục. Cái điều mà Đức Chúa Trời cần đó là chỉ cần chúng ta dân phục. Ngài không có cần là chúng ta phải khôn ngoan, Ngài không cần chúng ta phải tài giỏi. Bởi vì những sự khôn ngoan và tài giỏi không phải đến từ chúng ta, đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà điều Ngài cần chúng ta đó là khi Chúa kêu gọi chúng ta, hãy bước ra. Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu của chúng ta như thế nào khi mà con Kinh Thánh con vừa nói trong Luca. Năm 30 tuổi Chúa Giê-xu bước vào chức vụ. Chúa Giê-xu bước vào chức vụ bởi Chúa Giê-xu biết rằng đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời đã nói rằng: Giê-xu, đã đến thời điểm con hãy bước ra. Và đây là thời điểm ta muốn dùng con, ta muốn giải cứu cho dân tộc, ta muốn cho con người ta thấy được rằng Đấng Mê-si-a đã đến, Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến. Và chúng ta thấy rằng điều đó khi Chúa Giê-xu nghe được lời của Đức Chúa Trời đã đến thời điểm, Ngài bắt đầu bước ra thi hành chức vụ. Cảm ơn Chúa. Do đó cái điều mà Đức Chúa Trời cần ở cái điều này đó là chúng ta hãy bước đi trong sự dân phục. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta không cần phải nói với Ngài rằng con chưa đủ, Chúa ơi, con còn cái sự lo sợ này. Bởi vì chính Chúa sẽ giải quyết nan đề cho đời sống của chúng ta cái thời điểm có Ngài kêu gọi chúng ta đến. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Do đó qua đoạn Kinh Thánh này, con cũng như Hội Thánh chúng ta sẽ cùng học với nhau ba điều. Đó là thứ nhất, mỗi người chúng ta, trong chúng ta đều có một cái sự kêu gọi riêng. Cái thứ hai là chúng ta hãy chờ đợi tiếng phán của Ngài. Và điều thứ ba là khi chúng ta nghe được tiếng phán của Ngài rồi, thì điều thứ ba chúng ta hãy bước đi trong sự dân phục. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Chúa chọn lựa Môi-se từ khi ông sinh ra. Và Đức Chúa Trời cũng sẽ sắp đặt từng điều gì xảy ra trên đời sống con, giống như Ngài đã chọn lựa chúng ta. Trong Thi Thiên 139, chúng ta thấy rằng Chúa dọn lòng chúng con trong lòng của mẹ chúng con. Ngài thấy được tư tưởng của chúng con. Do đó từ khi chúng ta sinh ra và từ những cái bào thai nhỏ, Chúa đã có sự kêu gọi rồi. Chúa đã kêu gọi chúng ta như Ngài kêu gọi tiên tri Jeremy, Ngài kêu gọi tiên tri Samuel. Ngài đã làm trên mỗi đời sống của chúng ta. Nhưng mà đây là một điều mà Chúa muốn chúng ta
Ngài hỏi chúng ta rằng chúng ta có sẵn sàng để Chúa sử dụng đời sống của chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng và chờ đợi tiếng phán của Ngài không? Và nếu như chúng ta đã sai lầm thì chúng ta đừng để sự sai lầm đó ngăn cản sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của chúng ta. Bởi vì lời Chúa nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Do đó con cũng xin hỏi Thánh, chúng ta hãy nhớ điều này. Chúng ta có sẵn sàng hay không? Chúng ta có sẵn sàng chờ đợi tiếng Chúa hay không? Và chúng ta đừng để những cái nan đề ngăn cản sự kêu gọi của chúng ta. Hãy nhớ Đức Thánh Linh đang nói với chúng ta rằng chúng ta phải sẵn sàng, chúng ta phải chờ đợi. Và cho dù có điều gì mà con phạm thì chúng con cũng đừng để điều đó ảnh hưởng đến sự kêu gọi của con. Bởi vì ta đã kêu gọi thì ta sẽ làm thành. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và chia sẻ con đến đây hết. Xin Chúa ban phước.